Chào cả nhà, hôm nay mình đi chợ trời nhé. Chợ trời này họp vào mỗi thứ bảy hàng tuần nha các bạn. Chợ này thì nó sẽ nằm ở cạnh một cái nhà thờ nha. Đây là bậc kinh trong nhà thờ. Thì hôm nay mình đi chợ trời, hôm nay bắt đầu vào thu rồi, nó lặn lặn mà nó mưa các bạn. Tháng này có mưa nhẹ. How much one feet? $2 for $5 to $15. Đây họ bán cá nướng, thịt nướng đó các bạn. Mussels, oysters, tapos fish eggs, Hollywood color, Hollywood shoes, salmon fins, how? Okay. Sunog. Hello? Yeah. Oh. Can I have one bag? Thank you. 1 pound of squid. How much is it? $4.50 a pound. Đây là hàng rau tươi các bạn. Hello, how are you? $10. Hàng rau này ở cái chỗ này là của Mỹ, họ bán mắc lắm, mắc hơn chỗ Việt Nam. Bên chỗ tận Lào thì họ bán rẻ hơn. $2 có mấy cọng rau salad này các bạn. Thank you.
Đây họ bán cả mía nữa nè. Cái mía này họ bán biết bao nhiêu. Bầu bí. How much one? Five. 5 đồng một cây các bạn ơi. Bà kia bà mua hỏi bà bán 5 đồng. Này gặm chắc gãy răng quá. 5 đồng cây mía nha.